bí mật chưa từng có về tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, bùng nổ tiền bạc, giàu to, ăn nhàn hưởng lộc trong 3 tháng đầu năm 2023. Thưa quý vị thân mến, theo luận giải mới nhất đến từ các bậc thầy tử vi học cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2023, quý vị tuổi tân sửu cuộc sống trước kia dù có khổ cực vất vả thế nào cũng không cần biết, chỉ cần vào đúng 3 tháng đầu năm 2023 âm lịch tới đây, tuổi tân sửu chắc chắn sẽ giàu to, tài lộc và tiền bạc sẽ ùn ùn đổ về nhà. Vậy những bí mật gì sẽ giúp người tuổi này có được nhiều tiền, đổi đời an nhàn, giàu sang, mời quý vị cùng theo dõi luận giải ngay trong video dưới đây. Trước khi đi vào chi tiết 3 tháng đầu năm, mời quý vị tổng quan qua các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, gia đạo của những người tuổi Tân Sửu 1961 trong năm 2023. Với người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, các phương diện trong cuộc sống của bản mệnh đều ở mức bình ổn trong năm 2023 người đã về hưu, thì dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, những người vẫn đang tại chức ở tuổi này thì, không nên ôm đồm quá nhiều, kẻo lại lao tâm, khổ tứ, vừa mệt người vừa khó đảm bảo, xác suất thành công không cao như thời còn tráng niên. Vấn đề tài chính của bản mệnh được khuyên là, cần phải xem xét và phải tính toán cẩn thận, cơ hội kiếm tiền không ít, song nếu đầu tư ồ ạt và chạy theo trào lưu, con giáp này có thể bị lừa gạt, dẫn đến trắng tay, bạn cũng có thể gặp một vài triệu chứng khó chịu do sức khỏe giảm sút, đặc biệt là về đường tiêu hóa, bạn nên để tâm chăm sóc đến bản thân mình nhiều hơn. Và sau đây xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết về các phương diện trong cuộc sống từ tháng 1 âm lịch đến tháng 3 âm lịch trong năm 2023. Thứ nhất là vận trình tử vi tháng 1 âm lịch 2023. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Tân Sửu trong tháng 1 năm 2023 công việc của những chú trâu trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão, dù vẫn diễn ra trôi chảy, nhưng hiệu quả công việc đạt được không cao, tinh thần ăn chơi sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, vẫn còn giữ âm lại, thêm tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi, nên con giáp này vẫn chưa thực sự để tâm vào công việc cho lắm. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục để đầu óc treo ngược cành tây, thì bản mệnh có thể sẽ phải trả giá, càng về cuối tháng vận khí giảm sút, nhất là khi có thương quan nhập cục, bạn khó tránh khỏi những sai lầm thiếu sót và sự cố bất ngờ xảy ra đầu xuân năm mới mà đón nhận những tin không vui, thì chẳng may mắn chút nào, vì vậy bản mệnh cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự đốc thúc bản thân, không được chảnh mạng. Xem tử vi năm 2023, tài lộc của người tuổi tân sửu trong tháng 1 âm lịch này ở mức bình ổn, dù đầu tháng phải chi tiêu các khoản không nhỏ trong ngày đầu năm mới, bao gồm tiền mừng tuổi, và mua sắm trong nhà, song may mắn là mọi việc đều trong tầm kiểm soát của bản mệnh, và bản mệnh cũng đang có nguồn thu nhất định từ trước đó, người làm công ăn lương ổn định với mức thu nhập hàng tháng đầu năm mới có thêm phần tiêu pha cho hội hè đình đám nhưng bản mệnh vẫn có kế hoạch chi tiêu phù hợp vì vậy không cần phải suy nghĩ quá nhiều đầu năm tình hình kinh doanh buôn bán chưa nhộn nhịp tuy nhiên nhìn chung việc kinh doanh vẫn diễn ra một cách túc tắc ổn định lợi nhuận vẫn có bản mệnh bỏ túi không ít tiền của tiền bạc lúc nào cũng đủ ăn đủ tiêu Tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Sửu trong tháng đầu năm mới không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên do dịp Tết ăn uống quá độ, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt nên một số người có xu hướng tăng cân nhẹ, vì thế cơ thể của bản mệnh đang có cảm giác ì ạch, trì trệ tiêu hóa gặp khó khăn và cảm thấy uể oải khi phải di chuyển vận động nhiều. Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, bản mệnh nên chú ý áp dụng các phương pháp cải thiện sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, cũng như thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi điều độ để cơ thể sớm hồi phục sức khỏe. Xem tử vi tháng 1 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của người tuổi Tân Sửu tiến triển theo hướng tích cực, gia đạo hài hòa, tràn ngập tiếng cười, tâm lý đầu năm ai cũng muốn hướng đến những điều vui vẻ, dù vợ chồng đã có xảy ra mâu thuẫn nhưng cũng sớm được hóa giải, trong tháng này cũng có nhiều tin vui đến với người tuổi Tân Sửu, rất đáng để ăn mừng. Vận trình tử vi tháng 2 âm lịch Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Tân Sửu trong tháng 2 năm 2023 khá hanh thông và thuận lợi, đây là thời điểm phù hợp để hợp tác làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai thì phải có những hợp đồng quy định từ trước để hạn chế tối thiểu những tranh chấp về sau. Bản mệnh cũng nên ưu tiên hợp tác với người thật thà, chân thành hơn là người đang hứa suông hay sai hẹn. Khả năng nhìn người là rất quan trọng đối với bản mệnh và trong công việc hãy luôn tỉnh táo và cố gắng nhìn nhận bản chất vấn đề chứ không nên bị cuốn bởi những thứ màu mè, phù phiếm bên ngoài. Xem tử vi năm 2023 tháng này cho thấy con giáp tuổi Tân Sửu có khá nhiều khoản cần phải chi, bao gồm tiền mừng sinh nhật tụ tập bạn bè, ăn uống, hội hè đầu năm mới, đó còn chưa kể đến các tiền chi cho việc đi lại, nếu bạn không có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì có thể sẽ phải dùng tới cả tiền tiết kiệm của mình trong tháng. May mắn cho những ai đang kinh doanh, buôn bán thì đang có dấu hiệu khởi sắc thế nhưng trong việc đầu tư thì bản mệnh vẫn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt. Xem tử vi tuổi Tân Sửu về tình hình sức khỏe Sức khỏe của bản mệnh trong tháng này khá tốt, không phải lo nghĩ gì nhiều, nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh, thời tiết lúc này vẫn xe lạnh, do đó những người tuổi tân sửu đang có bệnh về phổi, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày, nên hạn chế ở lâu trong môi trường lạnh, hay ẩm ướt, có dấu hiệu cho thấy tháng này bản mệnh ăn uống tiệc tùng khá nhiều, bản mệnh lưu ý, tránh ăn nhiều đồ ngọt, thực phẩm có chứa chất ngọt nhân tạo, sẽ liên quan đến bệnh tiểu đường, suy nhược thần kinh, các vấn đề về gan thận có thể xảy ra. Xem tử vi tháng 2 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy, vận trình tình cảm của người tuổi Tân Sửu khá rực rỡ, cho dù trước đó hai vợ chồng có những khúc mắc chưa thể giải quyết thì trong tháng này mọi thứ sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng luôn tốt đẹp và bền lâu. Vận trình tử vi tháng 3 âm lịch Xem tử vi nhận thấy rằng tháng 3 âm lịch này là thời điểm sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu đạt được những bước phát triển rực rỡ, chỉ cần vạch ra một mục tiêu rõ ràng cho bản thân, đồng thời không ngừng cố gắng vươn lên, bản mệnh ắt sẽ đạt được thành công thậm chí vượt ngoài mong đợi. Trong tháng này còn có nhiều cơ hội để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao cho mình, sự may mắn, tỉnh táo, minh mẫn luôn giúp bản mệnh nhanh chóng tìm được những vấn đề mấu chốt từ đó đưa ra cách giải quyết nhanh chóng. Tháng này cũng là một tháng tốt đẹp với người làm lãnh đạo, bản mệnh đưa ra những quyết sách đúng đắn, hướng tập thể đi đến một cái đích chung rõ ràng và đầy hứa hẹn. Tình hình tài chính của người tuổi Tân Sửu cũng đang có những dấu hiệu thăng tiến đáng mừng, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, bản mệnh có thể gặp được quý nhân và sẽ được quý nhân giúp đỡ mở rộng cho các mối quan hệ làm quen với nhiều đối tác làm ăn đầy triển vọng, cũng đem tới cho bản mệnh nhiều dấu hiệu tích cực người làm ăn kinh doanh buôn bán có thể nhân cơ hội để mở rộng quy mô của mình đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy tốn thêm một khoản tiền vốn nhưng tiền lãi sau đó thu về sẽ khiến cho bản mệnh trở nên dư giả không cần phải lo đến chuyện ăn tiêu về sức khỏe Ngũ Quỷ Hung tinh cho thấy sức khỏe của người tuổi Tân Sửu lại không được tốt như mong muốn, có thể bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc đến mức quên cả việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, dù công việc có vất vả đến đâu, bản mệnh cũng không nên bắt cơ thể mình làm việc quá sức, bên cạnh việc nghỉ ngơi ăn uống điều độ, bạn cũng nên chú ý rèn luyện sức khỏe. Hãy tích cực vận động, tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở trong trạng thái linh hoạt rồi dào sức sống. Về tình cảm gia đạo, truyền tình duyên, gia đạo của người tuổi Tân Sửu có những dấu hiệu phát triển khá rực rỡ trong tháng 3 này, tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng các mối quan hệ xã giao quá tốt đẹp. Nhưng, chưa chắc đã mang lại những ảnh hưởng tốt đẹp cho các cặp đôi, ngũ hành sinh khác cho thấy, bản mệnh và nửa kia của mình có thể hiểu lầm đối phương, hoặc nghe thấy những lời đồn đại không hay liên quan đến chuyện tình cảm vợ chồng, khi gặp phải tình trạng này hai người cần phải bình tĩnh trò chuyện để tháo gỡ hiểu lầm, đừng vội tin theo lời của kẻ đưa chuyện mà không nghe theo nửa kia giải thích. Thưa quý vị thân mến, đồ phong thủy hay còn được gọi là pháp khí là món đồ thường xuyên dùng để giúp cho gia chủ có được may mắn, tài lộc, hoặc chấn giữ nhà cửa tránh những điều không tốt và còn được sử dụng như món đồ trang trí trong gia đình, hay nơi làm việc. Mỗi món đồ phong thủy sẽ có ý nghĩa khác nhau, và khi chọn được món đồ phù hợp với tuổi tác, cung mệnh, thì nó sẽ giúp cho gia chủ tăng thêm nguồn lực, tăng thêm may mắn, cũng như tài lộc và sức khỏe. Ngược lại nếu đồ phong thủy không có tác dụng hoặc có thể mang đến những điều không tốt nếu như gia chủ sử dụng không đúng cách thì nó sẽ mang lại những điều xui rủi không như ý. Trong nội dung dưới đây, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý vị tìm hiểu hai đồ vật phong thủy phù hợp nhất trong 3 tháng đầu năm 2023 để mang lại nhiều may mắn và tài lộc với những người tuổi Tân Sửu. Một là sư tử phong thủy, nói một cách đơn giản sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà, hóa sát khí cho người tuổi Tân Sửu 1961. Ý nghĩa của nó, đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại, tăng tài tiến lộc làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng, ngày nay những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp. Người tuổi Tân Sửu 1961 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra trong công việc. Hai là tượng voi phong thủy theo phong thủy voi có thể mang lại sự may mắn và thành công về mặt tài chính cho gia đình tuổi Tân Sửu 1961, chúng được ngưỡng mộ vì có vị trí thông minh, sức mạnh và nhân phẩm tuyệt vời, chúng vừa có phẩm chất của con người, lại vừa có phẩm chất của thần linh nên đối với người phương Đông voi là biểu tượng chung cho sự may mắn, được thờ cúng và tôn vinh. Vừa rồi ban biên tập chương trình đã chia sẻ với quý vị về vận trình tử vi trong 3 tháng đầu năm 2023, hy vọng với những thông tin chúng tôi vừa cung cấp có thể giúp quý vị kịp thời nắm bắt cơ hội, làm chủ vận may. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến hết video này của chúng tôi. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi chúc quý mệnh chủ luôn may mắn, bình an, bước sang 2023 bứt phá, phát tài và giàu sang phú quý. Nếu quý vị yêu thích video này của chúng tôi, hãy dành cho Minh Đường Tử Vi một like và nhấp vào nút chia sẻ để cho mọi người cùng biết nhé, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video, thông tin mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo